Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024. Họp ban chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2030. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa vào đời sống. Công an thành phố Hà Giang đẩy mạnh cấp căn cước theo luật căn cước năm 2023. Hiệu quả mô hình trồng xả Sri Lanka theo chuỗi giá trị tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8, đoàn công tác của Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang năm 2024. Cùng đi có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian qua, quán triệt nghiêm túc chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Từ đó thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho diễn tập. Cùng với đó, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế và các phương án thực binh, kiện toàn lực lượng, phương tiện đảm bảo cho luyện tập và tham gia diễn tập theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và quân khu. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cơ bản đã được đầy đủ. Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang đảm bảo đúng thời gian, đạt mục đích yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, văn kiện thực hành diễn tập, tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật chất tại khu vực diễn tập vận hành cơ chế, khu vực thực binh, huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tham gia diễn tập đủ số lượng, đạt chất lượng tốt, tổ chức huấn luyện luyện tập cho các lực lượng theo kế hoạch phương án đã xác định và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị. Chiều ngày 7 tháng 8, Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2030 tổ chức phiên họp quý 2 năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các huyện, thành phố. Đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành thành viên Ban chỉ đạo. Trong quý 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hoàn thành công tác tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực giáo viên và khảo sát chất lượng học sinh, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-2024, tổ chức kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. 11 trên 11 huyện, thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Mạng lưới các cơ sở giáo dục được rà soát, sắp xếp hợp lý, hiệu quả. Đến tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh có 807 cơ sở giáo dục, 1.192 điểm trường, 202 lớp ghép, giảm 195 điểm trường, 75 lớp ghép so với cùng kỳ năm học 2022-2023. Tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt 66%, tỷ lệ giáo viên được khảo sát, đánh giá năng lực đạt chiếm 91,58%. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao, các kỳ thi, cuộc thi của ngành giáo dục và đào tạo được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Qua đó đã phản ánh đúng chất lượng dạy và học trong các nhà trường trên quan điểm dạy thật, học thật, thi thật, kết quả chất lượng thật. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích về việc tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng học sinh, giáo viên, vấn đề thiếu giáo viên so với định mức, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chất lượng giáo dục cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, việc chuyển học sinh từ điểm trường về học tại trường chính, công tác chuẩn bị cho năm học mới. Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng giáo dục cần phải có lộ trình cụ thể trước mắt và cả lâu dài. Trước hết, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp, thực hiện nghiêm việc sắp xếp, luân chuyển giáo viên giữa các địa phương, quan tâm có các chính sách thu hút giáo viên nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các môn tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, âm nhạc.
Bây giờ một số huyện làm được tốt cái trực tuyến nhưng mà ở trung tâm huyện thôi. Tôi nói ví dụ như Quang Bình chỉ được ở trung tâm của một cái trường đấy là làm rất tốt, nhưng mà chưa rộng ra được các xã. Riêng cái trực tuyến bằng tiếng Anh thì làm từ tỉnh đến toàn bộ các xã trong toàn tỉnh. Tôi đề nghị là xây dựng cụm trường liên xã, 3 chương trình mục tiêu quốc gia để chúng ta tính toán của giai đoạn tiếp theo và ngân sách của tỉnh nữa để tập trung. Đấy, chúng ta tất cả vì giáo dục. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nâng cao Chất lượng Giáo dục tỉnh yêu cầu các cấp các ngành địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trách nhiệm của gia đình phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục, đạo đức, lối sống, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với học sinh, học viên, cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục. Rồi tổ chức tuyển dụng hợp đồng giáo viên các cấp theo chỉ tiêu giao và đảm bảo đủ số lượng, tỷ lệ giáo viên các cấp, tiếp tục phối hợp với phân hiệu Đại học Thái Nguyên trong công tác đào tạo sinh viên ngành sư phạm. Rồi tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nhóm lớp trường mầm non phổ thông tư thục trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục quan tâm hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2024-2025, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, tuyên dương khen thưởng kịp thời những học sinh giáo viên giỏi tiêu biểu đạt giải cao trong các kỳ thi. Đối với các sở ngành địa phương, cùng phối hợp giải quyết khó khăn cơ sở vật chất trường lớp học, đảm bảo giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh theo phương châm dạy thật, học thật, thi thật, kết quả và chất lượng thật. Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ nhận thức đó, những năm qua, các chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Một trong những chi bộ thực hiện tốt việc phát triển đảng viên đó là chi bộ 12 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Từ đầu năm 2024 đến nay, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đã đề ra. Để có được kết quả đó, chi bộ 12 luôn quan tâm công tác tạo nguồn, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị cho đội ngũ thanh thiếu niên, quần chúng ưu tú. Nhờ đó mà các quần chúng ưu tú, những đảng viên mới luôn cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Tôi rất là vinh dự khi được đứng là hàng ngũ của đảng. Tôi luôn luôn phát triển kinh tế, này, giữ đúng vai trò của người đảng viên, luôn luôn tham gia các hoạt động kinh tế và các hoạt động xã hội. Dựa vào cái kế hoạch phân công, chỉ tiêu phân công của đảng ủy đã rà soát danh sách đảng viên trong chi bộ cũng như là toàn thể quần chúng ưu tú của thanh thiếu niên ưu tú trong tổ dân phố để cử đi học cái lớp cảm tình đảng. Và ngoài ra thì chi bộ còn phân công đối với lại những đảng viên phụ trách từng xóm từng cụm, đối với lại tuyên truyền vận động một số thanh thiếu niên ưu tú để tìm nguồn đi phát triển đảng tiếp. Đảng bộ thị trấn Việt Lâm có 21 chi bộ trực thuộc với tổng số 396 đảng viên, trong đó có 14 chi bộ thôn tổ dân phố. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức luôn được đảng bộ thị trấn quan tâm. Hàng năm, đảng ủy thị trấn đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị xã hội rà soát quần chúng ưu tú để có định hướng phát triển đảng. Trong 7 tháng đầu năm 2024, toàn đảng bộ đã kết nạp mới được 10 trên 12 đảng viên, đạt 83,33% kế hoạch giao. Song song với công tác phát triển đảng thì quan tâm đến cái nâng cao chất lượng đảng viên. Đối với đảng bộ thì cũng đã phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành và phụ trách các chi bộ thường xuyên theo dõi, rồi là hàng tháng định kỳ thì cũng sinh hoạt với các chi bộ để chỉ đạo các cái nội dung đặc biệt liên quan đến công tác phát triển đảng. Với những giải pháp cụ thể, Đảng bộ thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên mới của năm 2024, thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra trong 3 tuần liên tục, từ ngày 29 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 8, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Bước vào tuần thi thứ 2, cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Ngay sau khi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được phát động,
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới 18 tổ dân phố thông qua các nền tảng mạng xã hội để mỗi người dân hiểu rõ, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Kết quả trong tuần đầu tiên, phường Nguyễn Trãi là đơn vị có số lượng người tham gia thi cao nhất trên địa bàn thành phố với gần 500 người tham gia. Khi đến bộ phận một cửa phường Nguyễn Trãi để làm việc thì tôi cũng đã được các cán bộ của bộ phận một cửa hướng dẫn làm bài thi trực tuyến, làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến này thì tôi cũng đã được hướng dẫn rất là tận tình. Kết thúc tuần thứ nhất và sang tuần thứ hai là chúng tôi đã triển khai thi luôn và chúng tôi cũng thi đi thi lại để làm sao mà đạt cái kết quả cao nhất và cái thời gian làm bài là ngắn nhất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tranh thủ hướng dẫn những cái công dân mà chưa biết đến cuộc thi này tại một bộ phận một cửa luôn. Còn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang, ngay ở tuần thi đầu tiên, Ban chấp hành công đoàn đã ban hành các kế hoạch triển khai cuộc thi và ngay trong tuần thi đầu tiên, 100% cán bộ đơn vị đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Qua đợt phát động thì cũng đã được toàn thể đoàn viên người lao động trong chi nhánh tham gia và hưởng ứng rất nhiệt tình. Qua cuộc thi thì cũng đã nâng cao được nhận thức của đoàn viên người lao động về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gồm 20 câu hỏi sát với thực tiễn, gắn liền với nhiệm vụ công việc của cán bộ đảng viên. Trong tuần 1 đã có gần 50.000 người tham gia thi với trên 169.300 lượt thi. Tổng số người thi trả lời đúng toàn bộ câu hỏi của cuộc thi là trên 16.000 người. Điển hình như anh Nguyễn Đình Hải, cán bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang đã dành thời gian nghiên cứu tham gia thi nhiều lần và đạt giải nhì trong tuần đầu tiên. Tôi nhận thấy là cuộc thi này rất là có ý nghĩa. Thì thông qua cuộc thi thì cán bộ và đảng viên và bản thân tôi thì cũng nắm được các quy định của Đảng và các cái văn bản mới cũng như cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cuộc thi không chỉ nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh mà còn có nhiều người dự thi đến từ các tỉnh thành trong cả nước như Nghệ An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đắk Lắk. Kết quả này cho thấy những nội dung cốt lõi, giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa vào cuộc sống, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 8, lãnh đạo huyện Xín Mần đã tiến hành kiểm tra tình hình sạt lở do mưa lũ kéo dài tại xã Nản Xỉn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân. Do ảnh hưởng của mưa lũ những ngày qua, xã Nàn Xỉn đã có một hộ bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, hai hộ gia đình bị sụt lún quanh nhà, 12 hộ có nguy cơ cao phải di chuyển, đường giao thông có nhiều điểm bị sạt lở và tắc cục bộ, nhiều hoa màu của người dân bị thiệt hại từ 30 đến 60%. Trên cơ sở kiểm tra, lãnh đạo huyện yêu cầu xã Nàn Xỉn và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực và phương tiện để nhanh chóng thông tuyến giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân. Đối với khu vực đang có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Péo Suối Ngài, các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra rà soát để có biện pháp phòng ngừa kịp thời, có phương án di rời hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, tăng cường tuyên truyền, vận động 12 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của mình, kịp thời di chuyển đến nơi an toàn. Kỷ niệm 63 năm ngày thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam, ngày 6 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên tổ chức phát động tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam Dioxin năm 2024. Đây là đơn vị được Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện chọn làm điểm để tổ chức lễ phát động. Trong những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin các cấp trong huyện đã vận động nguồn lực xây dựng quỹ vì nạn nhân chất độc da cam Dioxin để giúp đỡ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời luôn động viên giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống. Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam Dioxin năm 2024 được phát động từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Dioxin, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân, qua đó phát huy truyền thống nhân ái, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và từng tổ chức cá nhân trong toàn xã hội nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Tại buổi lễ đã vận động kêu gọi ủng hộ của các cơ quan, đơn vị xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin xã Đạo Đức với tổng số tiền là hơn 9 triệu đồng.
Thưa quý vị, những ngày này cùng với các địa phương khác, Công an thành phố Hà Giang cũng đang tăng cường thu nhận hồ sơ cấp căn cước theo quy định luật căn cước mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Trong đó, lần đầu tiên công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước với sự hỗ trợ của người đại diện hợp pháp. Em Nguyễn Thị Kim Ngân ở tổ 4 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, năm nay 13 tuổi. Ngân là một trong số những công dân dưới 14 tuổi đầu tiên của thành phố Hà Giang được nhận thẻ căn cước trong tháng 7 vừa qua. Con thấy rất là vui khi cầm trên tay cái tấm thẻ căn cước công dân. Và căn cước công dân con nghĩ sẽ có rất là nhiều lợi ích của con trong cuộc sống. Từ ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hà Giang đã thực hiện thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước đối với công dân từ 0 đến 6 tuổi và từ đủ 6 tuổi đến 14 tuổi theo luật căn cước. Được sự hướng dẫn của cán bộ công an, các phụ huynh đã kê khai đầy đủ thông tin để làm thủ tục cấp thẻ căn cước trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thấy là thủ tục làm rất là nhanh gọn, không mất nhiều thời gian. Và tôi đến đây thì cũng chỉ tầm khoảng gần đến 20 phút là tôi bắt đầu được làm, và làm thì chỉ dòng tầm 5 phút đổ lại thôi. Trong một tháng, Công an thành phố đã thực hiện cấp căn cước cho 1.235 công dân, trong đó có 1.057 trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, tập huấn, tổ chức thu nhận thủ tục cấp căn cước, đặc biệt là nhóm đối tượng công dân dưới 14 tuổi. Chúng tôi đã tăng cường thêm cán bộ tiếp nhận hồ sơ, lắp thêm thiết bị thu nhận để thu nhận nhanh hơn, chủ động tăng thời gian làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ, người dân nộp hồ sơ thì chúng tôi đã hướng dẫn đặt lịch hẹn trước, vừa để giảm tải lượng người đến giao dịch cùng lúc. Việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi là theo nhu cầu chứ không bắt buộc và hoàn toàn miễn phí lần đầu. Thẻ căn cước với kích thước nhỏ gọn, tính bảo mật cao và có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu cầu của người dân sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân về xác thực thông tin cá nhân, giảm chi phí trong thực hiện công tác chuyển đổi số, mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho công dân tham gia được các giao dịch dân sự. Ngày 6 tháng 8, Liên đoàn Lao động Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Bắc Mê tổ chức hội thi Tiếng hát cán bộ, công nhân viên chức người lao động huyện Bắc Mê năm 2024. Tham gia có 15 đội với hơn 300 diễn viên đến từ các xã thị trấn. Tham gia hội thi, các đội thi biểu diễn một chương trình nghệ thuật tổng thể không quá 20 phút với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, tôn vinh quảng bá giới thiệu những nét tiêu biểu, giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của địa phương. Các đội thi đã mang đến cho hội diễn nhiều màu sắc nghệ thuật ấn tượng, sôi nổi. Thông qua hội thi nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chức viên chức, người lao động. Bên cạnh đó nhằm phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Bắc Mê, tạo sân chơi thiết thực lành mạnh và bổ ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động sau giờ làm việc, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trong các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và trao 15 giải phụ và một giải người dẫn chương trình xuất sắc nhất. Trong hai ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 8, tại bể bơi Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức giải bơi phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Hà Giang năm 2024. Tham gia giải có 129 vận động viên của 14 đội đến từ các huyện, thành đoàn và các câu lạc bộ, nhóm bơi trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 3 nội dung gồm bơi tự do, bơi ếch, bơi tiếp sức, chia theo nhóm tuổi từ 6 đến 8 tuổi, 9 đến 11 tuổi, 12 đến 13 tuổi, 14 đến 15 tuổi và 16 đến 18 tuổi. Với sự tập luyện tích cực và chuẩn bị tốt, các vận động viên mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của khán giả. Giải bơi phong trào Thanh Thiếu Nhi tỉnh Hà Giang là giải đấu được tổ chức hàng năm nhằm phát triển phong trào tập luyện bơi, trang bị các kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và cộng đồng. Thông qua giải cũng nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng vận động viên đạt thành tích xuất sắc có năng khiếu môn bơi cho địa phương, đồng thời thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích phong trào bơi lội ở lứa tuổi thanh thiếu nhi và nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ em. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải cá nhân nhất, nhì, ba cho các vận động viên thi đấu ở các nội dung và trao giải nhất toàn đoàn cho câu lạc bộ bơi Lặn Hà Giang 1, giải nhì cho nhóm bơi gia đình Bắc Quang và giải ba cho huyện đoàn Quản Bạ. Chuyển sang các thông tin khác, liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị,
phát triển mô hình nông lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao là những giải pháp chiến lược được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang quan tâm thực hiện nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu trong đó là mô hình trồng xả Sri Lanka theo chuỗi giá trị giúp người dân xã Quang Minh nâng cao thu nhập. Năm 2022, anh Nguyễn Văn Băng, thôn Tân Lâm, xã Quang Minh là một trong những hộ tiên phong cải tạo 2.000 m2 đất sản xuất chè nhưng giá trị kinh tế thấp, thu nhập chỉ từ 5 đến 8 triệu đồng một năm, chuyển đổi sang trồng xả Sri Lanka. Sau 5 tháng, nhờ tuân thủ khoa học kỹ thuật và tích cực chăm sóc, xả đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Với giá bán 1.700 đồng 1 kg xả tươi, gia đình anh Băng thu nhập khoảng 16 triệu đồng một năm. Chuyển sang trồng xả thì tôi thấy là kinh tế nó hơn. Một năm tôi thì thu hoạch được 2 lứa, một lứa được tầm 7-8 triệu. Cây xả là tôi thấy là không lo lắng cái đầu ra và người ta phải thu mua tận nhà. Xả Sri Lanka được trồng để lấy tinh dầu có ưu điểm dễ trồng, dễ thích nghi và tốn ít công chăm sóc. Đặc biệt chỉ trồng một lần nhưng cho thu hoạch liên tục 6-8 năm, trung bình một năm thu hoạch 2 lứa xả. Bởi vậy rất thích hợp để trồng ở đất đồi thấp, vườn tạp xung quanh nhà. Cây xả này là trồng không mất công chăm sóc mấy, xong là có cả công ty vào tận nhà thu mua cho, cũng lợi nhuận cũng được. Mô hình trồng xả Sri Lanka theo chuỗi giá trị được triển khai tại xã Quang Minh từ tháng 4 năm 2022 trên diện tích 5,3 ha với 40 hộ tham gia, trong đó nhà nước hỗ trợ 50% giống, Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh hỗ trợ tư vấn khoa học kỹ thuật và liên kết với công ty cổ phần An Đạt Thành Hà Giang bao tiêu sản phẩm để chưng cất tinh dầu. Sau 3 năm triển khai, đến nay năng suất bình quân ước đạt 12 tấn xả 1 ha, cho thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng 1 ha một năm. Đối với trồng cây xả, đầu tư ít hơn và mất ít công chăm sóc, thu nhập thì cao hơn đối với các cây khác. Ngoài ra thì thực hiện chuỗi liên kết thì bà con không phải lo cái việc đầu ra cho sản phẩm. Xã là cũng thường xuyên là xuống là kiểm tra và hướng dẫn các hộ trong quá trình chăm sóc sản xuất. Mô hình trồng xả Sri Lanka đã khẳng định hiệu quả từ việc thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm là tiền đề thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế nông thôn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Từ đầu năm đến nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh tăng 154 tiêu chí nông thôn mới. Trong 7 tháng đầu năm, các huyện thành phố đã thực hiện được trên 164.000 mét đường bê tông các loại, bò láng nền nhà được 1.239 hộ, xây dựng trên 1.500 công trình nhà tắm, gần 1.700 nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 1.300 bể nước, tách nước. Cưng hóa di rời 657 chuồng trại, nhân dân hiến trên 237.000 m2 đất để làm đường bê tông và các công trình, đóng góp trên 78.400 ngày công lao động, mở mới 89.178 mét đường đất, đá, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 110.195 mét đường giao thông nông thôn. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, trong những tháng cuối năm, toàn tỉnh tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tập trung duy trì, giữ chuẩn, nâng chuẩn, xây dựng kế hoạch phấn đấu nâng tiêu chí xã thôn nông thôn mới, tiếp tục triển khai công trình phần việc liên quan đến tiêu chí chưa đạt, huy động sự tham gia của người dân, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời chủ động huy động nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực tiêu chí, ưu tiên các nội dung dễ làm, cần ít vốn để chỉ đạo thực hiện. 7 tháng đầu năm 2024, ngành y tế đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Trong tháng 7, đã tổ chức khám cho trên 90.560 lượt người trên các tuyến. Lũy kế trong 7 tháng trên các tuyến đã có gần 639.000 lượt người được khám chữa bệnh, tổ chức tiêm chủng các loại vaccine cho gần 1.450 trẻ dưới 1 tuổi, đã tiêm chủng cho 3.866 trên 14.631 trẻ, đạt 26,42% kế hoạch, tổ chức kiểm tra liên ngành về tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh tại 377 cơ sở, có 358 cơ sở đạt chiếm 95%. Hiện nay mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến tiếp tục được củng cố, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và đầu tư trang thiết bị.
Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Những tháng cuối năm, ngành y tế các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh, cải tiến chỉ số hài lòng của người bệnh, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với thực tế và nhu cầu khám chữa bệnh, tăng cường khám chữa bệnh từ xa, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Để xem lại, mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web hasangtv.vn hoặc trên kênh YouTube, Facebook Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là chuyên mục đèn giao thông và bản tin dự báo thời tiết.